Hello, chào mọi người, mình thương mình. Mọi người bữa nay mình với mọi người đồng hành đi cắm câu cá chê mọi người. Nay mình cắm câu cá chê dưới sông. Bây giờ cá chê dưới sông hôm hôm mình cũng có câu cắm mà được 6-7 con. Hôm nay tiếp tục đi cắm, mọi người đồng hành với mình. Bắt mồi bằng câu bằng mồi trùng. Cắm bữa nay kiếm bậy bữa nay cắm anh em xin cho nó bận đến thua ra kiếm bậy trong con cá chê 20 cân nha mọi người ơi, mà móc mồi vừa xong tàu tới của mình đi cắm. Con này cũng tối dữ rồi, 6 giờ mấy 7 giờ cũng rồi xong mình tắm nha, cắm nha. Cắm này nó dính là cái đầu chỗ này là chỗ ngon nhất mọi người, chỗ này là cá nó hay vô đây đó này. Cái sông ngồi rất là vô mắm cơm bà đại hai mà nó vào kia ốc ép đá ta ba cân em khơi một sông mọi người. Rồi 3 cân, ê 4 cân. Rồi mình quay sơ lược vậy thôi nữa. Chút xíu mình đã thăm mình quay từng chi tiết, từng cân nữa cho mọi người xem. Mọi người đi tới giờ thăm câu rồi. Nãy giờ tiếng mấy hồ rồi. Bây giờ đi mình đi thăm cần đầu tiên đằng này nè. Rồi cần đầu tiên không dính. Có mồi không? Rồi hết chân mồi luôn. Rồi dính đi mọi người. Cái gì thì không biết. Ủa nhẹ mà. Trời. Cái sắc lá, cái sắc dễ xảy lắm. Mẹ nó quấn vô đây rồi. Nó quấn vô trong cái cây luôn rồi. Rồi. Mình tháo được cái cọng dây cá này dễ xảy lắm. Cá ra lậm luôn mọi người. Dính mép chút xíu rồi. Dính. Cắm đồ nghề nè mọi người, không có gì cắm hay không có gì hết trơn, bỏ đại vô cái bọc này. Con đầu tiên nha. Rồi. Con này dính nè mọi người. Quặt nhất cái chê cái gì đây nè. Đó. Đã chưa? Còn con thứ hai nha. Hai con sắc lát tiếp tục mọi người. Ui ôi dính nữa mọi người nè, câu ốc mẹp có đậu ốc mẹp nè, đậu ốc mẹp nó dính nè, nhắm nè còn không. Ui còn một con thích luôn. Ui dạ ui con này ui quay luôn cái tia vàng luôn rồi, đã ui quay luôn nè đó. Ồ, con này đây là con thứ ba nè. Con sắc lát. Bỏ xuống được. Quay đang quay. Chụp là
đỏ luôn. Chỗ này dính hơi rồi. Cá nhỏ mà nó ú không thôi. U quầy, cá u quầy. Đã. Bỏ vô bọc này nguy hiểm quá. Cần này hình như dính nữa mọi người, ướt mẹp coi. Ướt mẹp cho cần câu nè. Cá này cá bự nè. Ủa đó, 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 đó. Đã quá, đã quá. Quá cá bự luôn, bự cá. Cá chê. Quay luôn nậu luôn. Đã luôn nè, hút đã cho bá nữa. Sướng 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 này. Con này hình như là đi ăn lá gì ta. Bự quá. Cỏ này không lại ui dạ dính cũng nhắc rồi ừ gắn ra luôn quá quá bự rồi phanh phanh quá à bốn ba cái chơi rồi con sắp lát rồi bên không chạy nữa. Rồi mọi người, thành quả cắm câu nãy giờ được nhiêu nhiêu được ba cá chê với con sắt lát được vững vững đó à. lấy cái đồ vẽ ra mới được đó mọi người. Bữa nay cắm được tổng cộng là bao nhiêu, thành quả được bao nhiêu chứ ngại là hồi chiều quá mà mình cắm xong rồi dính hai con đó nè mọi người, mà hai con này mình gỡ mình không có bay được đó, hai con này nó 20 con câu nha, 20 con câu rồi đi thăm vừa cắm xong rồi dính hai con rồi là thăm được 4 con, hai con kia không có quay đó, quá được nhiều. Mọi người thấy thích thì mọi người nhớ cho mình xin một like, một ký bình luận góp ý mọi người. Xin tạm biệt mọi người, xin bye nha, bye.